Sử Tử Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Dì Lặc Nhị Tiểu Ngồi Bên Trung Tiền Chất Liệu Gỗ Hương Ta. Tác phẩm có mã là 703, có kích thước cao 20, ngang 51 và sâu 21. Hàng liền khối và rất là đặc cỗ, đục ra tác phẩm rồi, nặng 18 kg các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giải thích qua cho các bác về chất liệu gỗ. Tác phẩm này được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta, hoặc có thể gọi với tên gọi khác như là gỗ hương đỏ Việt Nam, gỗ hương đỏ hoặc là gỗ giáng hương. Gỗ hương đỏ là một loại gỗ hương mà có giá trị cao nhất vì vân rất đẹp và rất là quý hiếm. Hiện tại thì gỗ hương đang còn rất là ít, chủ yếu là gốc, rễ cây dùng để làm các tượng gỗ mỹ nghệ. Màu sắc của gỗ có màu đỏ khi còn để mộc, và khi đã BU bóng mờ lên thì gỗ có màu cánh gián. Trường hợp gỗ đã tẩy trước khi BU thì màu sắc có thể nhạt hơn hoặc là sáng hơn, có thể thấy rõ vân của tác phẩm hơn các bác ạ. Về chất liệu gỗ thì thớ của gỗ hương rất là mịn, gỗ đặc, nặng và cứng. Tom sớ gỗ rất là nhỏ, theo thời gian thì càng dùng càng lâu nước nhiều thì gỗ trở nên đỏ và đều màu, cùng với đó là nổi lên vân gỗ càng ngày càng nhiều hơn. Gỗ rất dễ thi công chế tác sản phẩm, cả rác và gỗ đều không bao giờ bị mối mọt nếu như tượng được tẩy kỹ. Tượng Phật Di Lặc và ý nghĩa phong thủy của tác phẩm Di Lặc Nhị Tiểu Ngồi Bên Trung Tiền này. Tượng Phật Di Lặc là một trong những hình tượng quen thuộc trong tín ngưỡng Phật giáo dân gian và là biểu tượng cho sự hoan hỷ, hạnh phúc của con người. Phật Di Lặc có được biết đến với những cái tên rất là dân dã và gần gũi như là Phật Cười, Phật Bụng Bự hay là Phật Mập. Tác phẩm được đục rất kỹ và sắc nét, dây tiền được Di Lặc kéo được đục canh bông rất là tỉ mỉ. Ở phần đầu và phần bụng của Di Lặc còn có cả phần chun sụn và nu rất là đẹp các bác nhé. Trên tay thì nâng một chum tiền rất là to, và điểm nhấn của chum tiền này là trong chum tiền, những đồng tiền lại được thay thế bằng một cục đá. Tác phẩm này gỗ hương và ôm đá tự nhiên các bác nhé. Một tiểu đồng thì kéo dây tiền, một tiểu đồng thì nâng gậy như ý, giúp cho tác phẩm này trở nên đẹp và hoàn hảo, rất là tự nhiên và sống động các bác nhé. Hình tượng Di Lặc hiện nay đang là một trong những sự lựa chọn đông đảo của mọi người. Không khó để bắt gặp hình tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ, thân hình mập mạp và tướng ngồi thoải mái, ung dung tự tại, trưng bày trong các hộ gia đình, trong các chùa chiền hoặc một số công ty hoặc là khách sạn, cửa hàng rất là nhiều các bác nhé. Gắn liền với tượng Phật Di Lặc, người ta thường được thấy Di Lặc ở xung quanh là các tiểu đồng. Tác phẩm Di Lặc Nhị Tiểu giúp cho tác phẩm trở nên hoàn hảo hơn khi ở bên cạnh hai tiểu đồng đang vui đùa. Tiểu đồng có ý nghĩa giúp cho gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, đông con đông cháu và đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Tượng Phật Di Lặc Nhị Tiểu, hình ảnh Đức Phật tươi cười bao quanh là hai tiểu đồng với ý nghĩa đem đến cuộc sống sung túc, con cháu đề huề cho gia chủ. Tượng Phật Di Lặc đang cạnh một chum tiền với ý nghĩa cho sự ấm no, hạnh phúc của cải đủ đầy. Đây là mong muốn của bất kỳ gia đình nào trong cuộc sống hiện nay. Tượng Phật Di Lặc kéo một dây tiền to giúp cho gia chủ lúc nào cũng đầy ắp tiền tài, may mắn và tài lộc. Một tác phẩm hội tụ rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tốt. Nếu như các bác yêu thích tác phẩm này, muốn sở hữu tác phẩm này thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm, hoặc nhắn tin Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137. Nếu là một tín đồ yêu thích đồ gỗ, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Sử Tử Gỗ để theo dõi các video quay sản phẩm Full HD bên em các bác nhé. Sử Tử Gỗ hứa hẹn sẽ đem lại rất là nhiều các tác phẩm mỹ nghệ đẹp, cùng với đó là những video các sản phẩm mỹ nghệ đẹp được quay Full HD để cho các bác chiêm ngưỡng. Sau đây là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm, mời các bác xem qua. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.